hé lộ những khác biệt lớn của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017. Theo ông Zhou Gajian, tổng giám đốc công ty Global 2000, điều khác biệt đầu tiên phải kể tới là lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 lần đầu tiên được nâng tầm lên quy mô lễ hội kéo dài suốt 2 tháng với những sự kiện bên lề rất hấp dẫn. Điều này kéo theo du khách đến Đà Nẵng dịp này sẽ có nhiều trải nghiệm hơn. Thưa nữa, có tới 5 đêm thi trong lễ hội pháo hoa kéo dài suốt 2 tháng này, đồng nghĩa với việc nếu như trước đây muốn tham gia lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng, khách du lịch chỉ có hai lựa chọn rất sát nhau vào 2 đêm duy nhất thì giờ đây cơ hội tăng gấp nhiều lần. Nhờ đó thời gian cũng linh hoạt hơn và sẽ không bị lỡ mất lễ hội độc đáo được chờ đợi cả năm trời để được tham gia. Ông Zhou Gajian nhấn mạnh, lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng là một trong những cuộc thi pháo hoa tầm cỡ nhất thế giới và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn cùng chất lượng qua mỗi năm để biến Đà Nẵng thành một thành phố pháo hoa tiêu biểu trên thế giới, nơi hội tụ những đội tuyển xuất sắc nhất và những màn trình diễn đỉnh cao nhất của nghệ thuật pháo hoa. Gắn bó với pháo hoa Đà Nẵng đến nay đã ngót 10 năm, ông Zhou Gajian nhấn mạnh, các kỳ pháo hoa của Đà Nẵng đã có chuyển biến rất tích cực như bắt đầu từ năm 2008, mỗi năm qua tiêu chuẩn ngày càng tăng lên. Cứ năm sau chúng tôi lại mời tới những đội thi có kinh nghiệm hơn và tuyển chọn các đội khắt khe hơn năm trước, thông qua hồ sơ của họ để chắc chắn rằng qua từng năm tiêu chuẩn này sẽ ngày càng được nâng cao và không thua kém tất cả các cuộc thi pháo hoa khác trên toàn thế giới. Hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 đã hoàn thành đến 80%. Đại tiệc pháo hoa đã sẵn sàng bùng nổ. Năm nay chủ đề của lễ hội pháo hoa là tỏa sáng Ngũ Hành Sơn, được Global 2000 sắp xếp lịch thi đấu giữa các đội cũng như trao đổi ý tưởng và duyệt kịch bản của các đội rất chu đáo. Theo ông Zhou, điều này cho thấy họ đã rất cân nhắc lựa chọn và sắp xếp vô cùng cẩn thận. Mỗi đội có một phong cách trình diễn khác nhau, nhưng khi kết hợp lại gần như có sự tương đồng trong cách biểu diễn để thi đấu và đi theo chủ đề của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017. We'll be right back.